Cô gì đó ơi. Ê, nè 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 nè, cô ơi. Từ 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 từ. Cô. Cô gì ơi, cô có đi xe không? Anh ghét tôi lắm mà. Thì bây giờ cô nhìn đi, có còn xe nào nữa đâu. Bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc xe của tôi à. Thì cô lên đi, tôi chở cô về cho. Chở về cho là chở không lấy tiền đó hả? Ủa, anh nói tôi á, là tôi thích đi xe hơi. Anh không bao giờ chịu chở tôi mà. Thì cái chuyện đêm qua tôi học ấy cô bỏ qua đi, tôi chỉ lỡ lời thôi. Tôi thật thật xin lỗi cô. Cô đừng có giận tôi nữa. Tôi đâu có ăn ở không mà đi giận người dưng chứ. Nè, nhưng mà nếu mà cô không giận á thì cô lên xe đi. Cô lên đi mà. Tối nay chở cô về tôi không lấy tiền cô. Anh đâu có lỗi gì đâu mà tôi phải giận. Đúng chỉ rồi. Chỉ có cái mặt của anh thấy ghét thôi. Thôi, không giận thì lên xe đi. Lên xe đi. Nè, anh làm gì vậy? Tính lợi dụng tôi hả? Nè, anh đừng có nghĩ là tôi giống cái cô gì gì đó bên nhà anh. Rồi muốn làm gì làm nghe chưa? Cô gì gì đó ý là gì? Tôi đâu có cố ý đâu. Tôi xin lỗi. Mà nè, tôi cứ kêu cô là cái cô gì gì gì, tôi cũng thấy ngại ngại sao sao á. Thật ra là cô tên gì vậy? Tôi tên là Quang Nhị Hà. Quang Nhị Hà. Còn tôi tên là Lê Gia Tuấn. Xin mời cô Quang Nhị Hà xinh đẹp lên xe. Mời cô Quang Nhị Hà xinh đẹp lên xe. Cái giọng nghe thi ghét. Nè. Nói trước cho anh biết đó nha. Tôi đi xe kéo là tôi phải trả tiền đàng hoàng. Tôi là tôi không có thích nợ nần ai đâu. Nợ nần ai hay nhờ giả ai mệt lắm. Mất công người ta bắt phải trả ơn này kia, phiền phức lắm. Thì bây giờ nè, tôi chở cô, tôi tính tiền cho cô như trước. Lên xe đi. Cái chân của cô đã đỡ chưa vậy? Chân tôi bị làm sao đâu mà đỡ. Vậy là cô còn giận tôi rồi. Tôi xin lỗi cô nãy giờ rồi mà. Nhị Hà nè, nếu mà hàng đêm cô đi làm về mà không có ai chở cô về á, thì tôi sẽ chở cô về được không? Anh đổi ý rồi hả? Tự nhiên tốt với tôi như vậy, chắc là có ý đồ gì đây. Khi không mà đổi ý nhanh vậy chứ. Ý đồ là ý đồ gì? Tôi chở cô phải có điều kiện chứ. Điều kiện gì? Tôi chở cô khi cô không sai. Và cô không sai thì tôi mới chở. Vậy còn tôi sai thì sao? Đi bộ về. Làm như tôi thèm lắm á. Bộ tôi thích anh chở lắm hả? Chở. Tôi chở cô về. Tôi chở mà. Vậy giờ đi đúng không? Đi chứ. Đứng lại. Cái gì vậy? Tự nhiên chặn đường người ta vậy? Đánh con nhỏ đó cho tao. Ê, khoan đã. Ê, có gì từ từ nói đã. Nè, tôi đâu có quen biết gì chị đâu. Tự nhiên rồi đánh tôi là sao? Người ta đâu quen biết gì bà đâu, tự nhiên đòi đánh người ta. Không có tự nhiên nha. Tao không có đánh đâu. Mày giật chồng của tao, tao có quyền đánh mày. Nè. Cô giật chồng bà hả? Làm gì có. Còn mày, mày là thằng nào? Mày xen vô chuyện của tao á, tao quánh luôn mày vợ á. Chị bị điên hả? Tôi đã nói là tôi không có giật chồng chị. Chồng chị là ai chứ? Chồng tao á là ông Ba Xuân. Mày đừng có nói là mày chưa biết nha. Cô có biết ông Ba Xuân gì không?
Tôi với anh ba chỉ là chỗ quen biết bình thường thôi. Tôi đã nói là chị hiểu lầm rồi mà. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Anh nói cho tôi. Ê, hiểu lầm rồi. Từ từ đi Quỳnh. Mà tránh ra coi. Đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô. Đi cái gì kỳ vậy? Đi vô bỏng trên đường đi trái trơn à. Cái đồ quỷ. Bỏ đuôi hả? Trời ơi. Đứng lại, đứng lại. Đền cho tôi. Đứng lại, tiếp đi. Đứng lại. Đứng lại, đền cho tôi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Buông tôi ra. Không có làm gì hết á. Nè, anh lau mặt đi. Cảm ơn nha. Dì Hà nè. Dì Hà nè. Cô có làm mấy chuyện đó không vậy? Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện Nhị Hà giật chồng người ta đó. Nè, đồ khùng. Anh nói cái gì vậy hả? Đó là chuyện riêng của tôi. Anh hỏi làm cái gì? Tôi không giật chồng của ai. Tôi không việc gì phải sợ hết á. Nếu mà cô không làm mấy chuyện sàng bậy á, sao người ta tới người ta tìm cô? Sao ba ông ngon phải chặn đường tôi nè? Bà đâu có rảnh đâu. Không có lửa làm sao có khói. Tôi đã nói là tôi không có làm mà. Mà sao nhiều chuyện quá vậy hả? Anh lấy tư cách gì mà xen vào chuyện đời tư của tôi? Anh rảnh quá ha. Chở tôi về. Tôi mới vừa giúp cô mà. Người gì mà không biết cảm ơn. Về thì về. Bốn hào đúng không? Nè, cảm ơn nha. Ngày mai nhớ chở tôi về á. Tôi biết rồi. Nhìn thái độ của cô ta, có lẽ cô ta nói thiệt. Mà mình cũng kỳ ghê. Chuyện của người ta mình bận tâm làm gì cho khổ vậy? Tôi trả xe nè, anh cất xe đi. Ừ, được rồi. Sao cậu lại ở đây? Mình chờ cậu. Sao cậu biết mình thuê xe ở đây mà chờ? Mình hỏi mấy người xe kéo thì biết chứ gì. Đâu có khó. Tuấn à, sao cậu nói dối mình vậy? Cô gái này là con gái đó má. Thôi già gì, đi chết đi. Buông ra. Chết ra ta. Lên xe, chạy lên, nhanh lên. Nhanh. Mình bị sao vậy chị Út lớn? Chị cũng không biết nữa. Qua hỏi chị Hai đi. Dạ. Ủa chị Hai, sao chị buồn vậy?
Không lẽ có người ăn hiếp chị hả? Làm gì có. Có ăn hiếp chị hai đâu. Chị hai chỉ hơi mệt nên chị hai ngồi đây chơi chút xíu. Vậy em lấy nước cho chị uống nha. Thôi mà, không cần đâu. Nè, Út lớn với Út nhỏ ngồi đây chơi với chị hai là chị hai hết buồn hả? Dạ. Nè, chị hai kể chuyện đời xưa cho hai đứa nghe nha. Dạ. Ngày xưa, xưa thiệt là xưa. Dạ kéo. Dạ dạ dạ. Chết trong những ưu sầu, mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau. Lòng luôn vương vấn mong chờ, nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Cho qua ngày buồn chi để tâm tư ném tu đời thì thôi buồn ơi cứ đi để riêng tôi vài phút giây này để rời đôi tay lại đan tay có nhau một ngày đắm mê say mất nhau một đêm nay anh có thể đưa dì Hà về không? À, em xin lỗi anh ba nha. Bữa nay em có người rước em rồi. Vậy hẹn em bữa khác. Dạ, khi khác nha anh. Anh về nha. Xe kéo. Dạ. Ơ, nè nè, dì Hà. À, hôm nay tôi định là... Ủa? Bữa nay làm gì nhìn anh lạ quá vậy? Ờ, chắc tại vì tôi mặc bộ đồ này lịch sự quá. Mà hôm nay tôi không còn kéo xe nữa nha. Cái gì? Tại sao vậy? Tôi đã nghỉ chạy xe kéo rồi. Tôi tới đây để báo cho dì Hà biết. Để mai mốt dì Hà về trễ đón xe khác mà đi. Vậy tại sao không nói người ta sớm? Bây giờ anh báo trễ như vậy, làm sao tôi kiếm xe tôi về được đây? Ờ, hồi nãy tôi tới sớm lắm đó. Nhưng mà tôi ngại, tôi không có dám vô. Tôi ngồi tôi đợi cô ở ngoài kia kìa. Bây giờ anh nhìn đi, ở đây làm gì có xe nữa mà tôi đi về đây. Ờ, thì vậy tôi đưa cô về nha. Anh đưa tôi về hả? Ờ. Đưa tôi về bằng cái gì đây? Mà đội chân của tôi nè, hai đứa mình đi về chung. Đồ khùng. Ờ. À, dạ cảm ơn. Được rồi, tôi về nha. À, dạ mời quý khách. Sao anh không nói gì hết vậy? Hình như anh chạy xe chỉ mới được vài hôm, sao bây giờ đã nghỉ? Tôi định đi kiếm việc khác để làm. Anh tính đi kiếm việc làm gì? Tôi cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc là không chạy xe kéo nữa. À, mà bữa nay tôi không thấy cô say nha. Cô tiến bộ rồi đó. Anh làm như tôi ngày nào cũng say không bằng vậy đó. Mà nè, anh đừng có tưởng là tôi sợ anh rồi không dám say đó nha. Tôi có dám tơ tưởng như vậy đâu. À, vậy chứ hàng đêm dì Hà đi làm về khuya như vậy, không còn xe thì làm sao mà về? Trước anh tôi cũng có một người chở mối, nhưng mà người đó nghỉ rồi. Tưởng đâu bây giờ có anh, ai ngờ. Tôi thấy dì Hà đi làm giờ giấc thất thường.
Lên kiếm xe đạp đi cho tiện. Xe đạp mắc tiền lắm, tôi đâu có tiền đâu mà mua chứ. Nhìn có vẻ như chị Hà làm việc cũng khá lắm mà. Tôi làm cũng được, nhưng mà gia đình lúc nào cũng có chuyện nên phải trang trải đủ thứ. Còn anh, tôi thấy hình như anh là người có ăn có học mà, sao phải đi kéo xe? Thì gia đình tôi gặp khó khăn cho nên tôi làm tạm cái nghề này một thời gian ngắn. Vậy là nhờ hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp nhau ha. Chỉ gặp anh mới mấy hôm mà, mà em thấy em nợ anh quá trời. Lỡ mà gặp lâu dài, không biết còn nợ bao nhiêu nữa đây. Nợ chuyện gì mà quá trời? Thì em đánh anh nè. Em còn đi xe miễn phí, rồi bắt anh phải giặt đồ cho em và giải quyết giùm em chuyện rắc rối. Chưa đủ đâu, vẫn còn một chuyện mà dì Hà không nhớ đó. Còn chuyện gì nữa? Còn chuyện trái cà chua mà em chọi ăn, em không tính sao? Làm gì mà nhớ dai dữ vậy? Mà anh còn thù em không? Anh cũng trả thù em rồi chứ bộ. Thôi tôi về nha, cắt tôi ghé lại. Dạ. Dạ con mời cô hai. Xe kéo. Dạ. Chào. Dạ cô hai mới tới. Sao hôm nay cô hai tới muộn vậy? Tại vì tôi có việc nên tới hơi muộn. Cô Nhị Hà còn bên trong không? Dạ cô Nhị Hà, cô ấy đã đi về rồi. Hình như là có người nào tới đón cô ấy. Họ đi bộ hướng này nè. Cảm ơn ông. Dạ cô hai, cậu đi nhanh nhanh là kịp đó. Đi. Mà anh Tuấn nè. Em thấy bạn gái của anh Tuấn dễ thương đó. Hai người quen nhau lâu chưa? Bạn gái nào? Đâu phải bạn gái gì đâu. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường với nhau thôi mà, chứ đâu phải bạn gái. Cái cô trong nhà anh hôm bữa em chọi cà chua anh đó. Anh nói thiệt mà, tụi anh chỉ mới gặp nhau được 2-3 ngày thôi à. Xạo quá. Vậy là anh là sư phụ tán gái rồi đó. Mới quen biết con người ta có 2-3 ngày mà đã làm bậy rồi. Làm gì bậy? Không phải như em thấy đâu. Tại vì lúc đó mắt cổ bị cay cho nên anh mới thổi giùm thôi. Em dỗ tưởng tượng quá. Không dám người ta tưởng tượng đâu. Mới gặp mà thân vậy hả? Hôm bữa kia kìa, em còn bắt gặp hai người đang tình tứ đùa giỡn nhau trên đường nữa. Anh đừng có chối. Em không tin thì thôi. Anh... Nhưng mà nói chuyện giỏi tán gái á, thì anh xác định là anh rất giỏi. Em chưa biết đó, chứ có một cái cô gái kia kìa, anh chỉ gặp chút xíu thôi mà anh đã đưa cổ về nhà để ngủ qua đêm rồi. Đưa về nhà không á là chuyện bình thường, anh còn cởi đồ thay đồ cho cô ta. Anh thấy quá trời quá đất luôn á. Nè, anh đang nói em đó hả? Anh đang nói cái gì vậy? Bộ anh thấy quá trời quá đất của người ta thiệt hả? Thì thấy cũng khá khá. Hôm trước anh nói với em là anh thay đồ cho em là anh nhắm mắt mà. Thì... anh nói dối. Em giết anh bây giờ. Nè, ít đời anh thôi mà. Nè. Anh giỡn mà. Giật lại. Là cô sao vậy hả? Thì ra là cô về chung với thằng xe kéo này à? Kể ra thì tao với mày cũng có duyên với nhau. Xe kéo của mày đâu rồi? Bữa nay ăn bận lịch sự, nhìn mày cũng ra dáng con người rồi đó.
mày muốn gì? Gặp mày thì tao chỉ muốn muốn một điều thôi. Nè, đừng đánh anh đi. Buông nó ra. Buông nó đi. Buông nó. Cậu Hai Quân, cậu Hai Quân, dừng tay lại đi. Dừng lại. Dạ. Mày làm cái gì vậy? Hả? Tại sao lại quýnh người ta? Mấy cái thằng này. Anh Tuấn, anh Tuấn à, anh Tuấn, anh có sao không vậy? Hả? Anh Tuấn, anh có sao không vậy? Hả? Anh Tuấn. Anh Tuấn. Ngọt ngào quá hả? Tại sao về quen gì hả? Tại sao lại về với nó mà không về với tôi? Không lẽ là cô thích nó? Cái thằng khốn rách áo ôm. Phải, tôi thích ảnh đó. Tôi thích ảnh thì đã làm sao? Có liên quan gì tới cậu chứ? Cô nhìn lại mình đi. Cô như vậy mà cô thích nó à? Cô chọn nó thay vì chọn tôi. Cô bị điên rồi hả? Tôi điên đó. Nhưng mà tôi thà chọn anh Tuấn chứ tôi không chọn cậu. Có phiền cậu không cậu Hai Huân? Tôi thấy cậu thật là vô lý khi đánh người ta như vậy. Nè, cậu làm gì vậy? Anh Tuấn, buông ra, không được đánh. Đỡ cậu. Cô gì thằng khốn này mà dám đánh tôi? Cô có biết hậu quả của hành động vừa rồi của cô ra sao không hả? Quan gì hả? Rồi cô sẽ biết tay tôi. Một ngày nào đó cô sẽ quỳ xuống mà gian xin tình cảm của tôi. Cô hãy nhớ đó. Tôi thề với cô đó. Đi. Dạ. Anh Tuấn, anh có sao không? Hả? Không sao. Anh đứng dậy đi. Cẩn thận đó. Cậu Hai, sao cậu nhìn con nhỏ đó dễ dàng như vậy? Mày cầm cái miệng thúi của mày lại đi. Chuyện của tao tao biết giải quyết. Cho xe tới nhà sư thương. Dạ. Đi đi. Cảm ơn Út lớn Út nhỏ nha. Dạ. Đau à. Thấy ghê quá à. Đúng là thư sinh. Đụng có chút xíu mà cũng la nữa. Ờ. Vậy thì sao? Còn đỡ hơn. Con gái gì vừa bị khùng mà còn vừa dữ nữa. Nè. Người ta binh vực cho mà còn nói vậy nữa hả? Tự lao luôn đi. Dì Hà nè. Gì? Về cái chuyện em nói lúc nãy là thiệt hả? Nói thiệt chứ nói chơi cái gì? Tôi quên rồi. Dì Hà nè. Cái chuyện mà em nói em thích anh đó. Thì chuyện đó hả? Thì tôi đã nói là tôi quên rồi. Không nghe hả? Không nhớ thì thôi. Xạo. Mới đó mà đã quên. Tôi muốn quên gì tôi quên. Tôi thích nói gì tôi nói à. Đúng là khùng mà. Chỉ có khùng mới như vậy. Dám nói tôi khùng hả? Trưởng người ta khùng nè. Có sao không vậy? Hả? Anh đau lắm hả? Thiệt tình á. Khùng không bằng khờ. Đưa coi coi.
nhẹ tay thôi. Em làm cái gì vậy? Anh đang có chuyện bực mình. Uống rượu không có giải quyết được gì đâu. Em có cái này cho anh. Bạn đã kiếm được việc làm cho cậu rồi. Một người bạn là ai vậy? À, cậu cứ chờ một chút đi, lát nữa sẽ biết. À, vậy công việc là gì vậy Hoàng? Cậu sẽ làm việc tại một nơi thu mua lúa. Ở đó cậu sẽ làm thư ký kiểm tra và thống kê sổ sách. Nè, mà lương bổng cũng khá dữ lắm nghe. Với lại mình thấy công việc này cũng rất là hợp với cậu. Cậu là người giỏi toán nhất lớp mà. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn cậu nha. Người mà cậu cần cảm ơn á không phải là mình đâu. Kìa, người cậu cần cảm ơn tới rồi kìa. Ờ. Em chào hai anh. À, Kiều Như. Nè, Kiều Như. À, thôi bây giờ Hoàng xin phép đi trước nha, để cho hai bạn tự nhiên nói chuyện. Kiều Như là người tìm việc cho cậu đó, muốn nói gì á thì nói với cô ấy đi. À, đi nha. Anh đi nha. Dạ. Kiều Như, thì ra là em xin việc cho anh. Cảm ơn em nhiều nha. Không có gì đâu. Anh Hoàng đã kể cho em nghe về chuyện của anh. Người quen của em cũng đang cần người, nên là sẵn tiện em hỏi giùm anh luôn. Nè, em không cần anh cảm ơn. Em chỉ cần anh nhận lương khao tụi em một chầu là được rồi. Tất nhiên rồi. Vậy anh sẽ nợ em thêm một việc nữa. Anh nợ một việc nữa? Là nợ việc gì? Anh hứa với em là chở em đi bất cứ nơi nào em muốn. Bộ em quên rồi sao? Vậy là anh cũng còn nhớ. Tưởng anh quên rồi chứ. Thật sự thì em rất phục. Mà không, em rất thích những người như anh vậy đó. Vừa giỏi giang, vừa khiêm tốn. Bất cứ chuyện gì anh cũng dám làm hết, không có nề hà chuyện nhỏ hay là chuyện lớn. Em cứ khen anh hoài, em làm anh nở mũi rồi đó. À, sẵn đây em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy em? Em muốn mời anh tối mai đi dự sinh nhật của em. Tối mai là sinh nhật của em hả? Ừ. Ờ, vậy chúc mừng sinh nhật em nha. Anh chỉ chúc mừng suông vậy thôi sao? Thì bây giờ anh chúc mừng sinh nhật em trước. Rồi tối mai là sinh nhật em, anh sẽ có quà. Anh hứa rồi đó nha. Anh hứa mà. Đấy, mọi người đặt thái nữa. Đấy, mới không đấy. Rồi, được đấy nha. Tôi giỡn nè. Đấy, xỉu. Nó không chịu nghe lời tôi, đặt xỉu nó trúng rồi, thấy không? Trời ơi, quá quài.
về tiếp. Rồi đi, tôi gặp tiếp. Tiếp nè. Xỉu nè, xỉu. Đặt hết vô xỉu luôn. Đặt xỉu nha. Đặt tâm lý lên nha. Xỉu, xỉu. Xỉu. Gì vậy? Làm gì vậy? Tiền ít quá tôi không cho chơi. Mày biết tao thua biết bao nhiêu không? Tao không có đặt. Đây là luật của sòng, hết tiền thì nghỉ. Mày, mày bị đặt giữa luật cái tao hả? Tao chơi cái chỗ này từ lúc mày còn ở trùng tắm mưa kìa. Bây giờ mày đặt giữa luật. Tao đặt á, tao đặt á. Tôi đã nói không cho chơi, sao bà lì quá vậy? Nhưng mà tao có đặt. Mấy anh ơi. Ê, ê, mày làm cái gì vậy? Ra, đánh bài chứ làm gì? Ra ngoài lên, nhanh ra ngoài. Không có gì đâu, mọi người chơi tiếp đi nha. Mọi người chơi tiếp đi. Dở nha. Đi, đi. Đi lên. Có chuyện gì vậy? Dạ, dạ đâu có gì đâu chị hai. Không có chuyện gì mà sao ồn ào vậy hả bà Tư Hến? Dạ, em đâu có dám đâu chị hai. Bà còn ít tiền, cái không cho bà đặt. Bà còn quậy nữa. Bà nghe chưa? Dạ, tại em thua hết tiền. Còn có mấy đồng cắt mà nó không cho em đặt. Nên em... Đặt ít như vậy, người ta không cho đặt là đúng rồi. Bà không biết luật sòng bài hả? Dạ, dạ. Bà còn quậy muốn ăn đòn không? Dạ, nhưng em thua quá chị hai. Thua quá hả? Vậy thì về nhà lấy thêm tiền đến đây mà gỡ. Dạ, cho em xin lỗi. Bà chị buông ra đi. Chị hai, dạ. Đưa bà ra ngoài. Dạ, chị hai. Chị hai. Dạ, cậu hai. Sao rồi? Em đã tìm được thông tin mà cậu cần rồi. Chúc mừng anh. Vậy là kế hoạch ban đầu đã ổn. Cũng là em giỏi nhất. Sau chuyến này anh sẽ thưởng cho em. Anh chịu tới thăm em thường xuyên là được. Em đâu có cần gì đâu. Nói xem, đã tìm hiểu được gì rồi? Qua một ngày một đêm mà em theo dõi, em biết được má của Quan Nhị Hạ là một người nghiện cờ bạc nặng. Đi đi. Dạ. Vậy là quá tuyệt rồi. Kế hoạch của anh chắc chắn sẽ thành công. Em hứa đó. Mẹ Út lớn. Dạ. Chị hai bay đâu? Dạ chị hai đi làm chưa về. Mình chơi tiếp đi chị. Ừ, chơi tiếp ha. Về hỏi không có được nói gì nghe chưa? Ủa má, má lấy đồ chị hai đem bán lấy tiền đánh bài hả? Trời ơi, lôi thôi quá. Chút chị hai bị hỏi, nói không biết là được rồi nghe chưa? Má, con mét chị hai nè. Má lấy đồ của chị hai đi bán. Trời ơi, con này trời ơi, nhiều chuyện, nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá. Hả? Má, đừng có đánh con nhỏ nữa. Im, lo dỗ nó nín đi kìa. Bia. Nín đi, ngoan nha. Nín đi.
Để trái nha anh. Dạ. Rồi rồi rồi, chuyển đây được rồi. Dạ dạ dạ. Chị hai về, chị hai mua bánh cho hai đứa mình ăn nha. Nín đi út nhỏ. Sao đứng đây vậy út lớn út nhỏ? Ngoài này chị thương. Chị hai. Hai đứa. Út nhỏ, có chuyện gì mà xem khóc vậy? Hả? Có chuyện gì vậy út lớn? Má đem đồ của chị hai đi bán. Cái út nhỏ là mấy chị hai nên bị má đánh. Ừ, chị biết rồi. Thôi, ngoan nha. Út nhỏ ngoan nha. Chị hai có mua bánh cho hai đứa nè. Giờ chị hai lấy cho ăn nha. Dạ, nha, cảm ơn nín chị nha. Hai. Đây, chị hai có mua cho hai đứa nè. Đi, vô nhà chị hai lấy cho ăn. Dạ. Đi. Cậu vô tìm ai? Tôi muốn gặp bà chủ ở đây. Mời cậu theo tôi. Dạ, có cậu đây muốn tìm bà. Xin lỗi, cậu là ai? Tôi không biết cậu. À, dạ, dạ cậu Hai Huân. Dạ, dạ mời cậu Hai ngồi. À, dạ, dạ. Đứng đó anh chị. Mau rót nước cho dạ. Cậu Hai. Dạ, không biết cậu Hai có chuyện gì sai biểu mà cậu Hai tới đây à? Tôi có một việc muốn nhờ bà giúp đỡ. Không biết là bà có làm được hay không? Dạ, dạ tưởng ai chứ cậu Hai Quân lên tiếng thì tụi tôi sẵn sàng phục vụ. Dạ, không biết cậu Hai có chuyện gì sai biểu tụi tôi à? Vậy thì rất tốt. Chắc bà biết Mụ Tư Hến chứ? Dạ, biết chứ cậu Hai. Mụ Tư Hến á. À, mụ ta là khách quen của sòng bạc này mà. Tôi muốn bà ta phải bắt nợ bà, nhưng số nợ phải vượt quá khả năng chi trả của gia đình bà ta. Không biết là bà có làm được hay không? À, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó tụi tôi làm được mà. Cậu Hai cứ yên tâm đi. Tôi còn một việc nữa. Dạ dạ, cậu Hai cứ nói ạ. Từ giờ trở về sau, tôi muốn bà và người của bà làm việc cho tôi. Ý của bà thế nào? Và tất nhiên khi làm việc cho tôi, bà và người của bà sẽ được trả công thật xứng đáng. Và quan trọng là tất cả những chuyện rắc rối về chính quyền tôi sẽ lo. Còn nếu không đồng ý, bà biết hậu quả ra sao rồi chứ? Dạ, nếu cả Hai Huân đã nói ra những lời vàng ngọc như vậy á, dạ tụi em đâu có dám chống đối. Dạ, có cô Hai đứng ra đỡ đầu là phước lớn của tụi em rồi. Dạ, từ giờ tụi em xin nghe lời sai biểu của cậu Hai. Tốt lắm. Mời người vô đi. Vô em. Chỗ này đẹp quá. Dạ chào quý vị. Mời quý vị vào. Dạ. À, dạ. Đi anh. Qua đây ngồi đi em. Anh Tuấn, em nhìn gì vậy? À, không có gì. Đi. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. À, dạ, quý vị dùng chi vậy? À, cho em một chai rượu với lại những món ngon nhất ở đây. À, dạ, có liền. À, dạ. Dạ, bữa nay sinh nhật có khác. Em cũng giữ quá ha. Có gì đâu mà giữ. Sai, có anh Tuấn đưa về mà, phải không? Ý tập tôi hoài. Thì lâu lâu cũng phải ngoại lệ một chút chứ. Ở nhà em hai người ăn trái cây mặt buồn hiu à. Thôi nghe, trong lòng của em muốn nhậu á thì cứ nói là muốn nhậu đi, chứ đừng có đổ thừa cho anh nha Kiều Như. Dạ mời anh chị. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Cạn. Cạn lý. Dì Hà. Dạ. Xong chưa con? Sắp tới giờ hát rồi kìa. Nhanh lên đi. Con biết rồi. Con sắp xong rồi chứ. Nhanh nhanh lên nha. Dạ. Cô Hà, cậu Hai Huân gửi cô. À. Diễn xong em ra cho anh gặp em một lát nghe nhì Hà. Em giúp chị. Trà nói với cậu Hai Huân là đêm nay chị bận lắm, chị không tiếp cậu Hai Huân được đâu. Dạ.
Dạ cậu Hai, cô Hà nói là cô Hà bận nên không ra tiếp cậu được. Cô gửi lời xin lỗi cậu. Dạ. Đêm nay Kiều Như thức dậy. Dạ cảm ơn cậu Hai. Rồi, vui hơn năm ngoái nhiều Kiều Như ha. Cảm ơn mọi người. Em mong là tình cảm của chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt, không gì lay chuyển. Mời mọi người. Mời em. Cạn. Cạn. Dạ kính thưa quý vị, xin mời quý vị hãy thưởng thức giọng ca vàng của nhà hàng chúng tôi. Đó là cô Quan Nhị Hà. Xin quý vị cho cô Quan Nhị Hà một tràng pháo tay. Mời cô. Xin kính chào quý bằng hữu. Rất cảm ơn quý bằng hữu hôm nay đến ủng hộ cho tôi. Hôm nay tôi rất vui, cho nên tôi sẽ tặng cho quý bằng hữu thêm bài hát mà tôi thích nhất. Xin kính mời quý bằng hữu thưởng lãm. Cà chua anh đúng không? À, cô ta lên sân khấu nhìn lạ quá. Không ngờ cô ta lại là ca sĩ. Trông đẹp quá ha. Đẹp. Anh Tuấn, lúc nãy anh nói là anh sẽ tặng quà cho em mà. Bây giờ em muốn anh tặng quà cho em liền. Tuấn, đúng rồi đó. Bộ cậu không muốn tặng quà cho Kiều Như luôn hả? Đây là quà anh tặng cho em nè. Nhưng mà tại vì anh thấy nó tầm thường quá, cho nên chỗ đông người anh chưa muốn đưa cho em. Anh nói cái gì vậy? Bất cứ quà gì anh tặng cho em cũng đều thích hết. Không được, Kiều Như phải mở quà của anh Tuấn liền. Nè, em cứ mở ra đi, để anh coi thử coi thằng Tuấn nó tặng em cái gì mà nó tỏ ra bí mật với tụi anh dữ vậy. Đúng rồi đó. Đẹp quá à. Cảm ơn anh. Anh Tuấn, anh cài cho em đi. Nè, cậu cài cho Kiều Như đi. Con gái gì nữa? Cảm ơn anh. Dì Hà, dì Hà. Buông ra. Thì ra em là ca sĩ. Sao trước đây em không nói cho anh biết? Làm trước giờ anh cứ suy nghĩ lung tung. Bây giờ lộ rồi em tính sao với anh đây? Em sao vậy? Sao hả? Ở đây làm gì có sao? Muốn ngắm sao á? Ở trong kia có sao sáng lắm kìa. Vô đó mà ngắm đi. Thôi mà, trước đây anh hiểu lầm em, anh xin lỗi mà. Hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm đâu có chết. Mắc mớ gì phải xin lỗi tôi. Em bị sao vậy? Lên cơn khùng nữa hả? Thái độ này hơi kỳ kỳ rồi nha. Anh làm chuyện gì khiến em giận? Anh là đồ ba xạo. Anh xạo với em chuyện gì? Anh hỏi xạo cái gì hả? Xạo cái gì thì tự anh biết đi, chứ không cần phải hỏi người ta.
À, em ghen đúng không? Em nói đi, em ghen đúng không? Cái gì? Ghen hả? Sao? Tôi không có rảnh. Ê, nè. Buông ra. Em không trả lời câu hỏi của anh thì đừng hòng đi. Anh coi vậy chứ lì lắm. Không trả lời là nắm tay hoài luôn. Anh buông ra cho tôi. Buông ra. Để trả lời anh biết đi. Buông ra coi. Anh đang nóng lòng muốn biết chuyện này nè. Buông ra nha. Người ta thấy bây giờ. Người ta thấy thì thấy, có sao đâu. Mặc kệ người ta. Em trả lời cho anh biết đi. Ừ đó. Đúng thì sao? Sai thì sao? Buông ra. Nếu đúng thì anh mừng, anh vui vẻ, anh hạnh phúc. Còn nếu sai á thì anh sầu não, anh sẽ rất buồn. Anh năn nỉ em đó. Em nói cho anh biết đi. Cái miệng tán gái hay quá ha. Anh á, anh có người yêu rồi. Vậy sao anh phải gạt em? Nói dối em làm gì? Bộ muốn dụ em hả? Người yêu nào? Đúng là khùng mà. Ghen cũng khác người. Gì chứ? Chỉ có như vậy thôi mà nãy giờ cứ nói vòng vo hoài. Em nghe anh nói nè, Kiều Như á chỉ là bạn bè bình thường của anh mà thôi. Còn người anh thương chỉ có mỗi mình em thôi. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh không biết nguyên nhân vì sao lý trí anh thì ghét, nhưng mà trái tim anh thì rất thương em. Và kể từ đó tới nay, trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của em thôi. Nói gì mà nhiều quá trời. Người ta nói có 3 chữ à, anh nói tới 300 chữ lận. Em lạ quá. Người ta đang thổ lộ tình cảm, tự nhiên chen ngang vô câu vô duyên vậy. Vậy chứ sao anh lại để cô ta hôn anh? Ờ, thì làm sao anh biết được. Ừ. Hay là như vậy, để anh vô anh hỏi cô ta coi là tại sao lại hôn anh. Anh sẽ nói với cổ là cô Quan Dị Hà cũng muốn biết là tại sao. Và cô Quan Dị Hà đang ghen dữ lắm. Nè anh cũng quá trời. Anh điên hả? Anh nói thiệt anh mà. Anh đừng có điên nghe chưa. Ừ, anh không được nói. Chứ bây giờ em muốn sao? Anh kỳ quá. Thôi, đừng có giận nữa mà. Cổ kìa. Cô có phải là Nhị Hà không? Phải. Tôi là Quan Nhị Hà. Khanh gặp tôi có chuyện gì không? Nè, mẹ làm gì vậy? Muốn gì? Không được đánh con ấy. Làm gì vậy? Buông ra. Nó chết nó. Anh Tuấn à. Buông ra. Buông tôi ra. Đứng mặt hả mày? Anh Tuấn, có chuyện gì vậy? Anh sẽ kể cho em nghe. Hả? Nè, anh Tuấn. Chuyện gì vậy ta? Xe kéo. Dạ. Đi đâu anh? Cứ đi đi. À, dạ. Cứu đi. Buông ra. Buông ra. Má ơi. Má. Cứu má đi con. Dạng ra. Má. Cứu má đi con ơi. Chuyện gì vậy? Bà ta là ai? Tại sao chưa trong nhà của mình? Má. Tao qua đây để đòi nợ. Khi nào mới trả nợ cho tao? Ủa cậu hai, sao mình không vô luôn cậu hai? Cứ từ từ, vở kịch này chưa tới màn của chúng ta. Muốn vở kịch hay thì mình phải biết xuất hiện đúng lúc mới được. Dạ. Hả? Tôi thiếu mấy người bao nhiêu tiền? Mấy người nói đi, tôi trả. 100 đồng. Mày trả đi. Bố mẹ ơi. Má, tại sao má thiếu người ta nhiều tiền như vậy? Cô ơi. Má nói đi. Cô ơi, cô
tao trả lời thay cho bà ta ha. Bà ta mượn tiền của tao để đánh bạc, thua hết rồi. Má lại đánh bạc nữa má. Má thiếu nợ khắp nơi chưa đủ sao má? Nhà mình trở thành như thế này là do ai, là do má hết đó. Con ơi, con làm bao nhiêu tiền cũng không đủ trả nợ cho má. Má cứ đánh bạc hoài, khi nào má mới chịu dừng đây? Con ơi, má biết sai rồi con ơi. Cứu má lần này đi con. Cứu má một lần này nữa, má không dám nữa đâu con ơi. Số tiền này nhiều lắm, mấy người muốn làm gì bà ta thì cứ làm đi. Ơi, sao? Muốn làm gì thì làm hả? Được thôi, tụi bay. Hà ơi, à, cứu má đi con. Mấy người làm gì vậy? Thả má ra, thả má ra. Má, má, má. Các người làm cái gì vậy? Hả? Tại sao lại muốn chặt tay người đàn bà này? Cậu là ai mà dám xen vô chuyện làm ăn của tôi? Tôi là Nguyễn Huân. Cô Nhị Hà là bạn của tôi. Vậy thì má của cổ cũng có thể coi là người thân của tôi được không? À, cậu là Nguyễn Huân, con của bá Hồ Túc hả? Tụi bay, bú ra, bỏ ra. Dạ. Má. À, xin lỗi cậu Hai Huân, tôi đã mạo phạm cậu. À, thiệt tình thì không biết cậu là bạn của Nhị Hà. À, mà chuyện không có gì. Tại má của Nhị Hà thiếu tôi 100 cho nên tôi... Chỉ có như vậy thôi mà đòi chặt tay người ta hả? À, dạ, xin cậu bỏ qua cho. Ừ. À, dạ, cảm ơn cậu. Bao nhiêu đó? Bà nhìn xem. Vậy có đủ cho bà chưa? À, dạ đủ. Tôi xin cảm ơn cậu. Vậy tụi bay. Khoan đã. Dạ cậu. Giấy nợ đâu? À, dạ quên. Dạ đây giấy nợ nè cậu. Dạ tôi về. Chào cậu. Bác có sao không? Có cần gọi đốc tờ đến khám không? Dạ không, cảm ơn cậu. Đây là giấy nợ của bác. Cảm ơn cậu Hai. Cảm ơn cậu Hai đã giúp đỡ cho gia đình của tôi. Không có gì đâu. Chúng ta quen biết nhau, giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều bình thường mà. Cậu Hai, số tiền đó coi như là tôi nợ cậu. Tôi nhất định sẽ trả hết lại cho cậu một cách nhanh nhất. Em đừng có bận tâm. Anh đã nói là không sao mà. Có chuyện gì á thì cứ kiếm anh. Chào bác, con về nha. Cảm ơn cậu. Anh về. Cảm ơn cậu. Hạt mưa rơi bao lâu chạm vào tim em đâu. Hạt mưa rơi cho anh nhớ em. Hạt mưa rơi trong tim cồn cao như nỗi nhớ. Mỗi mùa mưa qua mùa xa. Hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu, mình xa nhau bao lâu. Anh sẽ kể cho em. Có sao không? Hả? Mẹ, anh Tuấn. Má em nghiện cờ bạc một cách điên cuồng. Em đã khuyên nhiều lần rồi,
nhưng bà không thay đổi chút nào hết. Giờ em cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ còn biết làm lụng vất vả để trả nợ cho bà mà thôi. Tội nghiệp em quá. Lúc ba em bệnh nặng, má em chỉ vì đam mê cờ bạc mà không ngó ngàng gì tới ba em hết, để ba em phải chết tức tưởi. Em cũng không biết phải đối xử làm sao với má của em nữa. Chắc em quen biết và hay uống rượu với đàn ông lạ, cũng từ đó mà ra đúng không? Vì buồn, vì chán, hàng đêm em phải uống cho thật say để quên đi tất cả. Nhưng mà từ lúc anh nói, em đâu uống nữa đâu. Anh có xem thường em không? Sao mà anh xem thường em được? Anh khâm phục em nữa là khác. Lúc trước anh đã nghĩ sai về em, còn bây giờ thì anh đã hiểu tất cả. Nhìn anh có vẻ vui quá ha. Có phải kế hoạch của em đã thành công rồi không? Em thật là giỏi. Anh có quà cho em đây, em coi đi. Đẹp quá. Nhưng em không cần đâu. Sao vậy? Mai này có cô ấy rồi, chắc gì anh vẫn còn nhớ tới em. Mà em giữ nó chỉ tội là em nhớ anh nhiều hơn thôi. Anh đã hứa rồi, có ai thì có, nhưng anh vẫn thương em thôi. Em nhận đi cho anh vui. Anh hứa đó nha, mai này mà không giữ lời thì đừng có mà trách em. Để anh đeo cho em. Sâu cá đi nè cô. Dạ. Nhiêu vậy cô? Dạ 4 hào cô. Đây tiền. Dạ, đây. Cảm ơn cô. Dạ để thối tiền nè. Dạ. Dạ đây. Dạ thưa cô, cô mới qua. Giờ cô vô trong lấy xe cho cô. Tuấn nè,
tối qua đi chơi có chuyện gì không con? Dạ đâu có gì đâu cô. À, hai gói đồ này phải không cô? Hồi tối hôm qua con Kiều Như nó về nhà, cô thấy làm sao mà nó cứ buồn buồn, hỏi nó không chịu nói gì hết đó. Thiệt. Dạ. Thôi con đi giao hàng đi. Má con đi học nha má. Ừ. Ờ Kiều Như, để anh đưa em đi học nha. Thôi khỏi, em đi bộ được rồi. Con đi nha má. Nó muốn vậy thì con cứ để nó đi bộ đi. Con cứ đi giao hàng đi. Tối giờ nó cứ vậy hoài đó. Vậy thôi con đi cho cô. Ừ. Xe kéo không cô? Kiều Như! Kiều Như! Kiều Như! Kiều Như, sao em không để anh trở lên trường? Không cần đâu. Ờ, Kiều Như à, chuyện hồi tối hôm qua cho anh xin lỗi nha. Có gì đâu mà anh xin lỗi. Ờ, tại lúc đó anh có việc gấp phải đi trước. Em đừng có giận anh nha. Không có gì đâu, ai cũng có việc riêng của mình hết á. Em có lại gì đâu mà bắt lỗi anh. Thôi anh đi giao hàng đi để trễ. Em đi học đây. Dạ con thưa chú. Ừ cậu, cậu muốn kiếm ai? Dạ con tới đây con tìm chú Quỳnh. Dạ con là Lê Gia Tuấn à. À chú nhớ rồi. Hình như cậu là bạn của con bé Kiều Như phải không? Dạ đúng rồi chú. Chú là chú Quỳnh đây. Dạ. Thôi được rồi, mời cháu vô trong. Dạ. Đình Hoàng, cậu tới hồi nào vậy? Mình cũng vừa mới tới thôi. Ủa, má mình đâu rồi? À, bác mới qua nhà hàng sớm có công chuyện gì đó. À mà nè. Ừ? Sáng giờ cậu gặp Kiều Như chưa? Mình gặp rồi, mà hình như là cô ấy đang giận mình. Giận cậu là đúng rồi, mà mình nghĩ cái chuyện này á, cậu nên từ từ. Đừng có vội nói với Kiều Như cái chuyện của cậu. Vậy là cậu biết hết chuyện của mình rồi sao? Ờ, mình biết hết rồi. Hồi tối hôm qua mình có tới nhà cô ca sĩ để tìm cậu. Đúng lúc cậu và cô ấy đang ôm nhau. Quang à, cậu có ý kiến gì không? Mình bắt đầu cảm thấy mọi chuyện rắc rối rồi. Thật ra chuyện tình cảm của cậu á thì mình không dám can thiệp, nhưng cậu cũng biết đó, chúng ta lúc nào cũng bị con tim chi phối, nhất là trong chuyện tình cảm đó Tuấn. Nhưng mà mình sợ phải làm cho Kiều Như buồn. Thì bởi vậy, trong cái chuyện này á, cậu phải làm rõ ràng hơn. Bạn bè thì ra bạn bè, còn tình cảm thì ra tình cảm. Đừng để những lỗi lầm phát sinh, sẽ tạo ra nhiều rắc rối.
Tuấn. Ủa, em đi đâu đây? Em tới thử coi anh làm việc có quen không. Cảm ơn em. Công việc có khó khăn gì đâu, nên đã làm quen cũng nhanh. Vậy anh có mệt không? Không. Không sao đâu mà. Anh Tuấn. Hả? Chú Quỳnh kêu anh ở trỏng kìa. Vô liền nha anh. Anh đi vô làm việc đi. Em chờ chút xíu nha. Dạ. Dạ. Có chuyện gì không chú? Ừ, con coi lại mấy cái sổ sách coi. Lúa đợt này sổ ít quá con. Dạ. Chào chị. Chị tới thăm anh Tuấn hả? Tôi đi công chuyện nên sẵn tiện ghé thăm ảnh thôi à. Chị chờ chút đi, ảnh đang có việc. Lát nữa ảnh ra à. À. À, xin lỗi nha. Cô tên gì vậy? Kiều Như. Còn chị? Chào Kiều Như. Tôi là Quang Nhị Hà. Chị là bạn sao với anh Tuấn vậy? Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vậy còn cô? Cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nè chị là ca sĩ đúng không? Phải. Sao cô biết vậy? Tối hôm trước em có ăn ở chỗ chị hát. Chị hát cũng hay lắm. Cảm ơn cô nha. Nè, chị quen Tuấn lâu chưa vậy? Cũng chưa lâu lắm, cách đây khoảng một tuần thôi. Anh Tuấn kéo xe trước cửa nhà hàng tôi hát nên tụi tôi biết nhau. Còn cô, chắc là thân với anh lắm hả? Ừ. Hèn chi, tôi có nhìn thấy cô với anh mấy lần á. Vậy hả? Ừ. Chị thấy anh Tuấn sao hả? Sao là sao chứ? Thì con người của ảnh, tính tình của ảnh. Tôi thấy ảnh cũng bình thường thôi. Tính tình á thì cũng hiền lành dễ thương. Nhưng mà đôi lúc ảnh bị khùng á. Cô không biết chứ, lúc mới gặp nhau ảnh cứ ăn hiếp tôi. Anh Tuấn. Ủa gì hả? Em mới tới hả? Em đi công việc, sẵn ghé thăm anh luôn. Nè, có trái cây nè, anh ăn đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em. Anh quên, để anh giới thiệu với chị Hà. Đây là Kiều Như. Còn Kiều Như đây là chị Hà. Biết rồi. Tụi em làm quen rồi ha Kiều Như ha. Thôi, em có việc, ghé thăm vậy thôi. Em đi đây. Kiều Như ở lại chơi nha. Gì ha? Kiều Như đợi anh chút nha. Gì ha? Sao em ghé có chút xíu rồi em về vậy? Bộ em ghen nữa hả? Thì em ghen đó. Em về chứ ở đây mất công anh tiếp bạn gái của anh. Em làm kỳ đà cắn mũi hả? Em không có thích. Em đó. Ở chỗ này thì anh nhịn em. Tới chỗ khác anh báo thù cho con. Chứ không phải anh thích lắm hả? Xạo. Em đi trước đây. Gì ha? Gì ha? Tôi đi đi. Dạ thưa cô. Chị Hà dễ thương quá ha. Thì anh thấy cũng bình thường mà em. Em thấy hình như anh với chị đó đang rất thân với nhau. Trước kia anh nói hai người ghét nhau lắm mà. Bộ bây giờ quê rồi hả?
Ờ, thì lập quà rồi. Nhưng mà tối hôm qua chị bị cái gì vậy? Má cô ấy thiếu nợ người ta, cho nên người ta bắt cô ấy ép phải trả nợ. Cô ấy bị bắt lúc đang nói chuyện với anh. Anh là đàn ông mà, anh phải can thiệp chứ đúng không? Thì ra là vậy. Nhưng mà em thấy hình như chị có vẻ thích anh lắm á. Tuấn ơi, Tuấn. Chú Quỳnh kêu anh. Thôi anh vô trong làm việc nha. Chờ anh lâu lắm hả? Tha lỗi với em nè. Ủa, em có chết bớt ở đây hả? Sao lạ vậy? Lạ hả? Lạ nhưng mà có đẹp không? Vừa lạ là vừa đẹp, giống như em vậy. Làm sao đây? Thì là vừa khùng vừa dễ thương giống em chứ sao. Anh chọc em á hả? Nghe người ta nói á, con người khi mà chuyển kiếp thì vết bớt sẽ không mất đâu. Anh nhớ rõ nha, nếu như mà có kiếp sau, anh phải nhận ra em qua cái vết bớt này đó. Anh phải nhớ kỹ á, anh không được quên đâu. Em nói nhảm cái gì vậy? Làm gì có kiếp sau? Bộ không muốn gặp tôi đấy sao mà phải chờ tới kiếp sau? Em khùng mà, em không thể muốn nói gì em nói à. Ai kêu anh thương em chứ, anh phải ráng chịu đi. Má ơi. Ơi ơi. Má ơi, có xe tới kìa. Dạ mời cậu. Ừ. Xin chào bác. Chào cậu hai. Dạ. Cậu hai mới tới chơi hen. Dạ. Có dì Hà ở nhà cậu bác? Dì Hà mới đi ra ngoài sắp về rồi. Dạ. Con có chút quà muốn tặng cho bác với lại mấy em ở đây. Dạ cho con. Cảm ơn cậu hai. Cảm ơn cậu hai nhiều. Con cảm ơn cậu hai đi con. Cảm ơn cậu hai. Vô đi con. Mời mời cậu vô nhà chơi. Ý, dì Hà về kìa. Chào dì Hà. Chào ông bạn. Chào. Dạ thưa bác. Chào cậu hai. Chẳng hay hôm nay cậu hai tới chơi hay là có chuyện gì nữa vậy? Anh tới đây để mời em đi ăn. Bữa nay em mệt quá, hôm khác nha cậu hai. Hà. Con. Cậu hai đợi con lâu lắm rồi đó. Đi chơi với cậu hai một tí đi con, để cậu hai vui. Đi con. Đi con. Thôi, em đi với cậu hai đi, để tỏ lòng biết ơn của mình. Mang ơn thì phải trả chứ em. Kìa anh. Thưa bác cậu về. Chào. Không phiền nha anh bạn. Sao, mày đi được chưa nhẹ? Đi đi con. Đi đi, đưa đây cho má cầm cho. Đi đi. Chào nha anh bạn. Đi đi. Dạ.
Thời gian vừa qua chúng ta đã có những hiểu lầm không hay với nhau. Một phần là lỗi cũng do anh. Anh mời em ly rượu này, mong em hãy bỏ qua cho anh. Xin mời em. Xin lỗi anh, lúc này em bỏ rượu rồi. Vậy thì em mang đồ ăn nha. Nè, anh đi em. Rơi bao lâu chạm vào tim em đâu, hạt mưa rơi cho anh nhớ em, hạt mưa rơi trong tim cồn cao như nỗi nhớ. Mỗi mùa mưa qua mùa xa, hạt mưa rơi bao lâu, mình yêu nhau bao lâu, mình xa nhau. Xin mời em ngồi. Em hát hay lắm. Nhưng mà từ chiều tới giờ anh thấy là hình như em không được vui. Em có chuyện buồn gì hả? Có thể kể cho anh nghe được không? Có gì đâu anh, em bình thường mà. Sao tự nhiên em lại bỏ rượu vậy? Tại không thích. Không thích thì không uống nữa. Vậy thôi mà. Có ai tác động tới em sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Thì tại vì anh thấy hơi lạ. Lúc chiều em đi với thằng kéo xe đi đâu về vậy? Anh ấy có tên. Anh ấy tên là Tuấn. Anh đừng có kêu anh ấy là thằng kéo xe có được không vậy? Mà anh hỏi vậy có chuyện gì không? Anh xin lỗi vì đã làm khó chịu. Tại vì anh sực nhớ rồi buộc miệng hỏi vậy thôi.
Anh đang có chuyện bực mình sao? Lại là cô ca sĩ đó làm cho anh bực mình hả? Em biết chắc là cô ta sẽ không chịu anh mà. Sao em biết? Sao lại không biết? Anh biết lý do tại sao không? Lý do gì? Vì trong trái tim cô ta đã có một người khác. Ý của em là cái thằng kéo xe dơ bẩn đó hả? Đúng. Nhưng thôi, anh cứ yên tâm, cùng là phụ nữ với nhau, em biết điểm yếu của tụi em mà. Và em sẽ chỉ cho anh cách để có được cô ta. Cách gì? Phụ nữ yếu lòng rất là dễ thay đổi. Anh thấy em không? Vì thương anh mà phải chịu cảnh tìm qua cho chủ. Anh thấy phụ nữ có yếu lòng không? Anh biết là em thương anh, nhưng mà cách gì em nói đại đi. Em đừng có vòng vo như vậy. Anh đang bực mình lắm đó. Coi anh kìa. Mê con nhỏ đó quá rồi. Trước tiên anh phải dọn sạch trái tim của cô ta. Phải cho trái tim đó thật sạch sẽ thì anh mới có thể dễ dàng chui vào. Anh vẫn chưa hiểu ý của em. Nghĩa là anh phải tìm cách đốn gọn cái cây ở trong tim cô ta. Và cái cây đó chính là anh chàng kéo xe. Một khi anh đã hạ được nó thì anh sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của cô ta. Rất là dễ dàng. Giống như là anh thò tay vào túi và lấy ra một món đồ. Rất là dễ dàng. Nhưng mà Hà nó bằng cách nào đây? Nhìn nó thư sinh vậy nhưng mà nó cũng lì lợm lắm. Chỉ một chữ thôi. Tiền. Chắc chắn là anh chàng kéo xe đó rất là nghèo. Cho nên anh chỉ cần dùng tiền gì ha? Trời, em sao vậy? Nè, sao em uống nhiều quá vậy? Em say rồi đúng không hả? Em say rồi. Em sao vậy? Say quá sao không về nhà nghỉ ngơi đi? Còn qua đây làm cái gì nữa? Em vừa diễn xong
Em nhớ anh quá. Em tới thăm anh. Bộ anh không muốn gặp mặt em hả? Hả? Em nói cái gì vậy hả? Từ chiều tới giờ anh giận em đúng không? Em đừng có nói khùng như vậy. Làm gì có chuyện đó. Nè, sao em đã hứa với anh là không uống rượu nữa mà bây giờ say mềm là sao vậy? Em thương anh, mà em cũng thương cho thân phận của em nữa. Tại sao mình mới thương nhau mà mình gặp nhiều trắc trở như vậy hên? Tất cả là do em hết á. Em ghét cái hoàn cảnh của em. Em ghét em quá em, à. Em say vô á, em lại nói khùng cái gì nữa vậy? Hả? Anh có còn thương em không? Hả? Hả? Đương nhiên là anh thương em rồi. Thôi, để anh đưa em về nhà nghỉ nha. Anh nói đi. Anh có thương em giống như là trời cao biển rộng, như là biển rộng sông dài, như là cây, như là em nói cái gì vậy? Say rồi nói năng lảm nhảm. Ăn nói lên tình quá. Thôi để anh đem về nha. Đi. Không về. Em không về. Đêm nay em muốn ở lại đây với anh. Em không về. Em sẽ hát cho anh nghe. Hả? Em sẽ hát cho anh nghe. Có nhau một khuya rồi, để cho má anh ngủ chứ hát cái gì nữa. Khuya rồi đừng có hát. Thôi anh đem về cho. Đi em. Nè, ai nói là em đi không nổi? Em đêm nay em sẽ ở lại đây với anh. Nhưng mà trời đất ơi, đứng còn không nổi nữa mà đòi đi về cái gì. Thôi để anh cõng em về cho. Khổ ghê. Tình yêu. Thôi, hát cái gì? Em say lắm rồi. Ngủ đi. Anh cõng em về nhà được rồi. Em muốn hát mà. Thôi được rồi, em hát đi. Mà hát nhỏ nhỏ thôi nha. Yêu là chết trong những gì hả? Sầu. Em hát cái gì mà hát lớn như vậy? Bả tàu họ nghe họ bắt mình bây giờ. Tính phải làng phá xóm hả? Vậy em hát nhỏ nhỏ thôi nha. Hát nhỏ nhỏ thôi. Trong những u sầu. Được rồi. Và tình yêu vẫn luôn mang phép nhiệm màu. Nè, anh có biết không? Biết cái gì? Mới lần đầu gặp anh, em đã thương anh rồi đó. Nhưng mà em thương anh, em lại giả bộ ghét anh. Người ta nói á, ghét của nào trời trao của đó. Em phải ghét anh thì ông trời mới trao anh cho em. Anh thấy em có khôn không vậy? Có, em khôn lắm. Coi chừng. 62. Dạ. Dán vào trong luôn. Rồi. Dạ. 65. Đi làm ta.
Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Cứ bình tĩnh đi ông bạn. Làm cái gì mà nôn nóng vậy? Sao? Thì ra là ông bạn nghỉ kéo xe để qua đây làm việc. Công việc có tốt không? Có gì á, cứ nói thẳng đi, đừng có dọc vo nữa. Chuyện này cũng tế nhị thôi. Nếu ông bạn đã nói vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Thiệt tình là từ trước tới bây giờ tôi chưa bao giờ xuống nước dai, nhưng hôm nay với ông bạn sẽ là một ngoại lệ. Tôi muốn ông bạn nhường Quan Nhị Hà lại cho tôi. Nhường Nhị Hà? Anh nói sao tôi nghe cô ấy giống như một món hàng vậy? Nhường qua rồi nhường lại. Nhường làm sao đây? Tôi không có chủ quyền với cô ấy, làm sao mà nhường được? Nếu như ông bạn nghe chói tai thì tôi sẽ nói theo cách khác. Ông bạn hãy rút lui, để cô ấy lại cho tôi, được chưa? Ông bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông bạn thiệt thòi đâu. Với cái suy nghĩ này thì tôi thấy tình cảm với anh giống như một trò đùa vậy. Anh chỉ có thể mua được những thứ hư ảo giả tạo thôi. Còn tình yêu thật sự, nó phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải là sự tính toán trao đổi như vậy. Quan điểm của tôi là như vậy. Thứ gì tôi cũng có thể coi là một món hàng. Những gì đã nói tôi đã nói rồi. Tôi không muốn bàn về quan điểm sống nữa. Tôi chỉ muốn ông bạn hãy rút lui khỏi cuộc đời của cô ấy, được chứ? Không bao giờ. Vậy sao? Với số tiền này thì ông bạn sẽ làm cho mọi khó khăn của mình tan biến hết, mọi ước mơ trở thành sự thật. Chỉ cần ông bạn rút lui, ông bạn sẽ có nó. Sao? Ông bạn chết hả? Để tôi nói anh nghe. Đúng là ít, quá ít để mua một tình cảm. Được, vậy ông bạn cứ nói thẳng ra đi. Tiền bạc không thành vấn đề, cho một con số cụ thể đi. Vậy tôi sẽ nói thẳng với anh một lần duy nhất và cuối cùng. Mong anh nghe cho kỹ đây. Mặc dù anh có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được tình cảm mà tôi dành cho Quan Dĩ Hà. Tôi yêu cô ấy và sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Mày nghĩ là mày xứng đáng với cô ấy hay sao? Cô ấy là một ca sĩ, vừa tài năng vừa xinh đẹp. Cô ấy phải được sống trong sung sướng và giàu sang. Mày lo được cho cô ấy hả? Mày chỉ là một thằng nghèo khổ, bần hèn. Mày thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mày bắt Nhị Hà phải chịu khổ suốt cuộc đời hay sao? Tình yêu của mày là như vậy hả? Hả thằng khốn? Mày chỉ là một thằng nghèo khổ, bần hèn. Mày thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mày bắt Nhị Hà phải chịu khổ suốt cuộc đời hay sao? Tình yêu của mày là như vậy hả? Hả thằng khốn? Anh làm sao vậy? Không, anh đâu có sao đâu. Tại vì thấy em đẹp quá. Xạo quá đi. Nè, bữa nay ăn mặc đẹp như vậy, định đi hát luôn hay sao vậy? Không, bữa nay em không có đi làm. Em xin nghỉ một bữa đi chơi với anh nha.
Sao vậy? Anh sao vậy? Em thấy anh buồn buồn sao á? Em biết rồi. Chắc là giận em vì hôm qua em muốn say chứ gì. Thôi, em hứa đó, mai mốt anh sẽ không uống say nữa, được chưa? Không, anh đâu có giận em đâu. Em à, hay là bữa nay mình đi uống rượu với nhau đi. Anh với em chưa nhậu với nhau lần nào mà đúng không? Cái gì? Đi uống rượu hả? Có biết uống rượu không mà bày đặt rủ người ta uống rượu vậy? Nè, đừng có coi thường người ta nha. Anh uống cũng được lắm á. Thôi được, vậy thì em chấp anh luôn á. Chưa biết ai hơn ai mà đòi chấp hả? Thôi được rồi, vậy thì bữa nay em sẽ thách đấu với anh. Khùng quá, cái gì mà thách đấu? Anh không dám chứ gì. Vậy thì hôm nay môn phái Nhị Hà Khùng sẽ thách đấu với môn phái Tuấn... Tuấn gì? Định nói năng lẩm nhảm gì nữa đó? Tuấn già dê. Phải rồi, Tuấn già dê. Em nói năng vậy đó hả? Con gái con nứa gì đâu mà nghe thấy uống rượu là hí ha hí hửng à. Kệ tôi. Nhớ nha, hôm nay em nhất định là sẽ hạ anh chết queo luôn. Em khùng thiệt. Anh không hiểu tại sao mà anh mê em nữa. Đi thôi. Nói gì đó. Thôi mà, đi. Đi. Có lẽ là mình đánh giá sai về anh chàng đó. Thằng kéo xe khốn kiếp, anh sẽ giết nó. Thôi mày uống đi, chứ anh không biết nói gì đâu. Ông Tú gì mà kỳ quá vậy? Vậy thì em nói hà nha. Uống cạn ly rượu này, chúng ta sẽ hứa với nhau là đời này kiếp này chúng ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Anh không muốn vậy hả? Không, tất nhiên là anh muốn chứ. Mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa. Càng. Vậy mà cũng mày đặt rủ người ta đi uống rượu nữa chứ. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nha. Để hồi sau thì sẽ rõ. Còn bây giờ thì hơi sớm đó. Giờ tới lượt anh. Còn ly này, anh chúc cho cuộc đời của em sẽ gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những gì em mong ước tất cả sẽ thành sự thật. Và quan trọng là em phải luôn nhớ tới anh. Vậy lúc đó anh ở đâu chứ? Anh luôn ở trong tim của em. Cạn ly. Cạn.
Liều thứ ba là phải tới phiên em. Nữa hả? Phải ba ly mới đủ tình đủ nghĩa chứ anh. Ly thứ ba, em chúc cho anh mãi mãi, mãi mãi từ bây giờ và về sau lúc nào cũng yêu thương em. Dù trên thiên đàng hay là địa ngục, dù vui sướng hay là khốn khổ, mãi mãi anh vẫn yêu em. Em chúc cái kiểu gì kỳ vậy? Nếu mà chúc á thì phải chúc cho người khác, đằng này cứ chúc cho mình là sao? Em thích như vậy á. Bây giờ có cạn không? Cạn thì cạn. Cạn. Hết mồi. Lấy gái làm mồi, đời ta sướng nhất, đế vương nào bằng. Đưa cho em. Hết mồi, lấy ông Tuấn làm mồi, đời ta sướng nhất, hậu dương nào bằng. Cái gì mà hậu dương? Ghé đi kỳ kỳ sao á? Em thấy được. Đi làm chứ. À, mà con đói bụng quá. Má xuống bếp má nấu cái gì cho con ăn được không? Ừ, chờ má chút nghe. Dạ. Dì Hà, dậy đi. Má dậy rồi, trời sáng rồi, dậy đi. Dậy đi em, dậy. Tuấn ơi. À, con nè. Ừ, má tính hỏi con là ăn cơm hay ăn cháo để má nấu. Cơm hay cháo gì cũng được hết má. Má vô nấu đại đi, con ăn con đi làm nữa. Đi má. Bữa nay má thấy con kỳ sao á Tuấn? Ủa, có gì đâu kỳ má. Gì phải không? Tránh con đâu có giấu má gì con. Đâu. Có gì tránh đâu má. Tránh ra má con. Đâu giấu gì đâu. Con nói má rồi, con đâu giấu gì đâu. Má đi nấu lẹ đi, con đói bụng quá. Con còn ăn con đi làm nữa. Má nấu lẹ đi, con đói bụng quá. Chạy ra đi. Má đi chưa? Đi rồi. Sao má chưa nấu cơm cho con ăn nữa? Má nấu xong rồi lên kêu bay ăn nè.
Mà bay nhìn ai vậy? Đâu, con đâu có nhìn ai đâu. Thôi, vô bếp ăn đi má, con đã bụng quá. Nha, nha, nha. Rồi, để lên cân đi. Ừ. Có chuyện gì vậy mấy chú? Chuyện gì hả? Xin mời em. Dạ mời cậu. Mời anh. Ừ, mời. Em ngồi đi. Cho tôi những món ăn ngon nhất ở quán này và một chai rượu. Dạ. Tôi gửi tiền em cho cậu vậy? Nè. Nhìn em có vẻ không vui. Dạ. Đâu có gì đâu cậu. Chú à, có chuyện gì vậy chú? Chú sao vậy? Con đọc tờ giấy này đi. Tôi muốn ông phải đuổi việc thần Tuấn ngay lập tức. Đây là lời cảnh báo đầu tiên và cũng là lời cuối cùng tôi nói với ông. Tôi cho ông 3 ngày để thực hiện yêu cầu này. Nếu ông không thực hiện thì đừng có trách lần sau tại sao tôi lại xuống tay nặng với ông. Chắc chắn là hắn chứ không ai khác. Con nói chú nghe đi, thằng khốn nó là thằng khốn nào? Tuấn, mời em. Nguyễn Quân. Anh Tuấn, có phải mày làm gì đây không? Nói. Anh làm cái gì vậy? Anh nói cái gì tôi không hiểu. Đúng tôi ra. Anh Tuấn à, mày không làm thì ai làm? Mày làm tiểu nhân, dám làm không dám nhận hả? Nếu mày là quân tử, mày cứ nói chuyện thẳng với tao đi. Đừng hành động hèn hạ như vậy. Mày còn làm như vậy nữa, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Cậu Hai Huân, xảy ra chuyện gì vậy? Anh cũng đang không hiểu là tại sao anh ta lại nói nóng như vậy nữa. Chắc là đang ghen tuông, rồi đổ quan cho anh thôi. Vậy hả? Anh nói thật đó, anh không biết chuyện gì hết. Nè, cậu đừng có phá quán tôi, đi ra. Đi đi, mày nhớ lời tao đó. Đi. Anh Tuấn. Em vào vui vẻ với hắn ta đi. Ra đây làm cái gì? Em xin lỗi, tại em về nhà em đã thấy anh ta ở nhà sẵn chờ em rồi. Em đâu có muốn đi đâu, là do má em. Má em ép em. Không phải cây lễ với anh, anh không quan tâm chuyện đó. Nhưng mà nói cho em biết đi, xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy anh tức giận lắm. Em vô mà hỏi nó đi. Nó là một thằng khốn. Em nhắn lại với nó, nếu như còn thể phá vô làm của anh sẽ không đi đâu. Dạ mời cô. Ừ. Chào em. Chào ông chủ. Công việc lâu nay tôi giao cho em như thế nào rồi? Dạ, mọi thứ đang tiến hành rất tốt. Em nghĩ là không lâu nữa đâu, ông chủ sẽ thu hoạch được kết quả như ý muốn. Em nói thử xem đã làm được những gì rồi? Dạ, cậu quý tử của ông chủ đang mê đắm một con nhỏ ca sĩ. Và hơn thế nữa là cậu ta bắt đầu nghiện thuốc phiện. Ông chủ thấy thế nào? Vậy thì tốt lắm, làm việc tốt lắm. Nhưng mà tôi muốn em phải làm cho nó thiệt điên loạn. Bởi vì tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi. Dạ, em sẽ cố gắng.
Nhưng mà ông chủ hứa gì với em á thì phải giữ lời. Tất nhiên, tôi là ba hậu thuốc mà. Em không tin tôi sao? Dạ, em tin. Em tin chứ. Em chỉ buộc miệng nhắc thôi mà. Vậy thì khi nào tôi tống khứ cái thằng ôn dịch đó ra khỏi cuộc đời của tôi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi đối với em. Tôi sẽ thưởng thêm cho em chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Dạ, cảm ơn ông chủ. Em sẽ cố gắng. Nhưng mà cho em tò mò một chút. Không biết là tại sao ông chủ lại ghét con trai của mình như vậy? Con trai à? Nó chỉ là một cái gai cắm vào tim tôi thôi. Còn mẹ nó thì muốn biến tôi thành cả cưỡng nuôi tôi hú. Chứ còn gì cái gì. Cậu hai ơi, cô hai trở dạ rồi. Ông hội đồng sai con gọi cậu vô gấp. Cái gì? Trở dạ sớm vậy sao? Dạ. Thôi được rồi, mày vô trước đi. Dạ. Ủa, sao vợ mày sinh sớm vậy? Tao nhớ mày với vợ mày mới cưới nhau được 7 tháng mà. Sao bây giờ lại trở dạ? Không lẽ cô ta sinh non? Có phải sinh non không? Hay lại là sinh con của người khác? Trước tao nghe nói con vợ mày ăn chơi vàng trời lắm nha Tức. Cũng có thể lắm đó mày. Trước mày, tao nghe nói cô ta quen thằng nào làm việc ở trên quận á. Ông hội đồng bắt thằng đó cưới cô ta. Nhưng mà thằng đó nó chạy mất tiêu vì nó có gia đình rồi. Khéo chứ, cà cuốn mà nuôi tôi hú là nhục lắm nha mày. Nghe mày. Dạ con mời ông. Ừ. Sao đây bà? Dạ con chúc mừng cậu chủ. Cậu đã có một quý tử rồi đó. Vậy thì tốt quá. Dạ. Cảm ơn bà. Sao rồi, thằng bé nó khỏe không? Dạ thằng nhỏ rất là khỏe, rất là cứng cáp. Coi bộ nó nặng hơn 3 kg chứ chẳng chơi. Con chúc mừng ông hội đồng, chúc mừng cậu chủ. Ủa bà, thằng bé sanh non gần 2 tháng mà bà. Cái gì mà sanh non? Thằng nhỏ nó sanh đủ ngày đủ tháng. Không chậm không trễ. Tôi làm cái nghề này mấy chục năm rồi mà. Tôi không biết sao. Thôi cậu hai ráng đi. Lo bà làm tiệc đặng đãi mọi người nghe. Bà nhiều chuyện quá. Bà theo tôi ra đây để lấy tiền đi về. Khoan đã, để tôi còn vô tắm rửa cho em bé nữa chứ. Bà khỏi lo chuyện đó, ở đây có người lo rồi. Dạ. Ra đây. Dạ, tôi chào cậu chủ tôi đi. Chào bà. Dạ. Có phải sinh non không? Hay lại là sinh con của người khác? Khéo chứ, cà cuốn mà nuôi tôi hú là nhục lắm nha mày. Nghe mày. Đây, tiền công của bà đây. Sao nhiều dữ vậy ông hội đồng? Đây không chỉ là tiền công mà tiền để bà chuyển nhà đi nơi khác nữa. Là sao? Tôi không hiểu gì hết trơn á. Gia đình bà phải chuyển đi nơi khác sinh sống. Mà phải nhớ phải đi thật xa nơi này nha. Và tuyệt đối không cho ai biết. Nhưng mà tại sao tôi phải làm vậy hả ông hội đồng? Không có nhân nhị cái gì hết đó. Ngày mai bà phải đi ngay cho tôi. Nếu cãi lời á, tai họa ập đến gia đình bà. Bà đừng có trách, bà hiểu chưa? Ông hội đồng ơi, tôi đâu có làm gì nên tội đâu. Mà sao ông hội đồng đối xử với tôi như vậy? Bà không có làm gì, nhưng biết quá nhiều chuyện. Những cái chuyện bà không nên biết. Đi lẹ đi. Dạ, thưa ông hội đồng tôi đi. Nhưng mà thôi, em cũng không nên biết nhiều về chuyện này đâu. Thôi được rồi, em về đi. Nhưng nhớ, khi đến gặp tôi, em phải giữ bí mật. Đừng để người ta phát hiện đó, kẻo hỏng việc hết. Dạ, em biết rồi. Chào ông chủ, em về. Ừ.
cà cưỡng nuôi tu hú. Ông và vợ của tôi có để lại một tờ giấy chút ràng buộc. Ông ta muốn tất cả tài sản mà tôi đang giữ sau này sẽ để lại cho thằng Quân. Ngài có cách nào giúp tôi tránh được điều này không, thưa ngài luật sư? Ý ông là không muốn thực hiện giấy chút này sao? Đúng. Ông có cách nào vô hiệu hóa cái giấy chút này cho tôi không? Nếu được, tôi sẽ hầu tạ ông xứng đáng. Ông quỷ nó đi là được, chứ có gì đâu mà khó khăn. Chẳng lẽ ông không giữ nó? Vấn đề là ở chỗ đó. Bà vợ lớn của tôi đang cất giữ nó. Tôi đã tìm mọi cách để lấy nhưng mà không được. Có hai cách để em không thực hiện di chúc này. Cách thứ nhất là cậu Huân đã bị ông Từ không nhận làm con nữa. Nhưng ông nhớ, phải tự cậu ta vì một lỗi lầm lớn và phải làm giấy rõ ràng trước chính quyền mới được. Vậy còn cách thứ hai? Cách thứ hai là cậu Huân không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Có nghĩa là cậu ta đã chết. Chỉ có hai cách này ông mới có thể loại bỏ được bản di chúc. Chuyện xảy ra chắc chắn là phải có lý do. Mà anh có gây thù chuốc oán gì với gã đó không? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu có gì, anh sẽ xin nghỉ làm để tránh làm phiền chú Quỳnh. Anh không cần phải làm vậy đâu. Chú Quỳnh đã báo chuyện này lên sở cẩm rồi. Sở cẩm sẽ điều tra rồi cho người bảo vệ kho lúa. Anh cứ yên tâm nha. Hy vọng là vậy. Ừ. Thôi, mình vô nhà đi em. Bị ông già dê mê gái bỏ rồi. Chắc ông theo người khác á. Chắc là vậy rồi. Thôi đừng hỏi chị hai nữa. Chị khóc quá trời luôn rồi kìa. Thì quý khách nhớ ghé ủng hộ quán tôi nha. Dạ chú ơi, làm ơn cho tôi hỏi là cô nhà hôm nay có làm không? Hôm nay cô bệnh rồi, nhưng mà cậu kiếm cổ có chuyện gì không vậy? Dạ không có gì, cảm ơn chú. Trời Chí nè. Ý ông già dây mê gái tới rồi kìa chị. Đâu? Đem vô nói chị hai. Ừ. Chị hai, có ông già dê tới kiếm chị kìa. Út lớn, chị hai có nhà không em? Dạ chị hai ở trong phòng á, anh theo em. Ừ. Ủa nhỏ. Gì hả? Em làm sao vậy? Anh đi về đi, không có muốn nói chuyện với anh nữa. Em bị bệnh gì? Hay là có chuyện gì xảy ra hả? Anh là đồ phản bội. Em nói cái gì vậy? Em làm cái gì vậy? Trả mày lại cho tôi. Nói chuyện với anh là quan có. Trả lại cho tôi.
tôi. Mọi cái mệt đó, nói chuyện với đàng hoàng coi. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Anh là đồ phụ tình, anh lừa tôi. Anh nói anh thương tôi, xong rồi anh lại bỏ tôi. Anh bỏ em hồi nào? Em nói cái gì kỳ vậy? Ai nói với em như vậy? Anh á, anh nói chứ ai, mà bây giờ anh còn chối nữa. Anh nói với em hồi nào? Em đừng có đổ oan cho anh. À thì anh xin lỗi. Hồi sáng anh giận quá cho nên anh lỡ lời với em. Nhưng mà anh đâu có nói là anh bỏ em hồi nào đâu. Vậy tại sao lúc tôi tới nhà anh á, tôi thấy anh cứ tình tứ với cô gái nào á, tôi biết mà cô ta là người yêu của anh. Người yêu cái gì mà người yêu? Kiều Như đâu phải là người yêu của anh. Em đừng có nói quan cho người ta. Tại vì cô ấy thấy anh đang buồn cho nên là tới an ủi thôi à. Không phải người yêu, không phải người yêu mà đứng kế bên nhau sắt rạc vậy đó. Còn nắm tay nắm chân nữa. An ủi phải đứng xa xa một chút. Cô đứng xa không được hả? Thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh hứa với em á là từ giờ về sau anh sẽ đứng xa cô ra, được chưa? Mời quý khách vào trong. Đậu hũ nóng ngon quá. Dạ thưa cậu hai, hôm nay cô Nhị Hà không có tới ạ. Sao cô lại không tới? Dạ nghe nói là cậu bệnh, cô xin nghỉ một ngày. À, dạ cảm ơn cậu hai. Dạ đi. À, dạ chào cậu hai. Thôi nín đi, ngoan ngoan mà, anh thương em nhất đó. À, cái gì nữa? Vậy là anh thương người ta thứ hai hả? Dạ, anh ý anh là không phải vậy, anh thương một mình em thôi à, em hiểu không? Mệt quá.